Hi, xin chào mọi người. Tối nay thì mình tiếp tục chia sẻ một cái cây đèn để bàn. Đó, đặc biệt là cái kiểu thiết kế của nó vô cùng bắt mắt. Cây đèn này thì có hai màu đen và trắng. Và khi nhìn từ trên xuống, mọi người thấy nó giống như là một cái cô gái mà đội cái nón khá là rộng. Hoặc là có thể nhìn nó giống như một cái cây nấm. Đấy. Chất liệu là nhựa ABS và nó nặng khoảng 350 gram. Bề ngang của cái đèn này thì khoảng 139 và chiều dài là 195. Một cổng sạc micro USB nằm ở đây. Đó. Và nó có một cái nút nguồn. Đây, mọi người thấy cái nút nguồn này nó là cảm ứng, cho nên là không có một cái nhìn như là liền luôn với cái thân đèn. Đấy. Nó chỉ có sơn cái dấu hiệu nút nguồn thôi. Bây giờ mình sẽ cho mọi người xem cái độ sáng của nó. Thì cây đèn này nó cũng có hai cái màu sáng, sáng trắng và sáng vàng. Và cái tính năng thứ ba, cái kiểu thứ ba là hai cái màu sáng trắng vàng kết hợp. Đó, khi mình bấm vào một lần đó, thì là ánh sáng trắng, chạm vào một lần nữa thì ánh sáng vàng, và chạm vào một lần nữa thì vàng và trắng. Đó, nó sẽ sáng. Với cái cây đèn này á, nó có cái hay á, là khi mình chọn ánh sáng trắng nè, mình giữ luôn thì mình sẽ điều chỉnh cái cường độ sáng của nó. Mình chỉnh cho nó thấp xuống chút. Ví dụ nha, mình chọn cái chế độ sáng lên thế này, mình qua cái vàng mình chọn nó cho nó mờ xuống. Đó, mình giữ luôn như thế này, nó mờ xuống hết tối đa. Và cái ánh sáng vàng với ánh sáng trắng thì mình cho nó sáng nhất. Thì khi mà mình tắt á, và mình mở lại ánh sáng trắng á, thì nó sẽ nhớ lại cái cường độ của mình cài đặt. Đó, như thế này. Và qua ánh sáng vàng thì nó nhớ lại là nó không có sáng mạnh. Đấy. Bây giờ mình sẽ tắt đèn cho mọi người xem cái cường độ của ánh sáng của nó. Đây, nó như thế này. Mình sẽ chỉnh cho nó sáng. Đây là ánh sáng vàng nha. Đó. Đây. Cái này là ánh sáng trắng vàng. Đấy, tối nhất và sáng nhất. À, có thể đọc chữ được khá là rõ. Cái đầu này thì mình có thể mình điều chỉnh cái ánh sáng bằng cách là mình bẻ nó. Bẻ nó qua bên kia hoặc là xuống đây, không qua bên này lại, không qua lại bên này được. Còn một cái hay nữa để mình chỉnh ánh sáng vàng và mình chỉnh thấp xuống cho mọi người thấy. Đó. Còn một cái hay nữa là khi mình xem như thế này nè, mình có cảm giác là giữa cái thân đèn và cái bóng đèn nó có một cái khoảng không. Mọi người thấy không? Này bằng mũ nè, mũ trong. Người thấy cầm ở trên tay thì cảm nhận nó tốt hơn. Tức là ở đây và cái bóng đèn nó không hoàn toàn, nó không dính vào nhau. Nó khá là đặc biệt chỗ đó. Rồi, cái đèn này thì nó đơn giản như vậy thôi. Ở trong đây nó, cái pin của nó là 1200. Và nếu mà chỉ dùng một ánh sáng ở cường độ yếu như thế này á, thấp như thế này á, thì có thể là sử dụng trên 5 giờ. Còn nếu mà sử dụng cái ánh sáng kết hợp giữa trắng và vàng thì khoảng được 3 giờ đồng hồ. Nó cổng micro USB cho nên mọi người sạc cũng rất là dễ dàng.
cá nhân mình thấy thì cái cây đèn này nó thích hợp cho việc trang trí hơn, chứ không phải là dành cho đọc sách. Có đọc thì cũng đọc trong thời gian ngắn thôi. Nó thiết kế đẹp như thế này thì nó đặt trên bàn làm việc nè, trên các kệ tủ, nó cũng nhìn cũng rất là đẹp. Đấy. Và dĩ nhiên là bạn không nên dùng những cái cây đèn như thế này, cây đèn ngủ như thế này cho con cái học hành. Nó ánh sáng nó không đủ cho nên sẽ làm hại đến mắt của bé. Rồi, sản phẩm này thì có bán ở trên Shopee và Lazada. Mình sẽ để link cho mọi người mua ở trong phần mô tả. Bây giờ thì mình xin dừng video tại đây. Nhớ là đăng ký kênh Thích Mua Sắm của mình trên YouTube và bật nút thông báo để nhận được những cái video tiếp theo. Xin cảm ơn, xin chào và hẹn gặp lại.